Thưa quý vị, thế kỷ 20, nhân loại đã phải trải qua một cuộc chiến thảm khốc mà đến nay vết thương của nó vẫn còn hằn sâu trong tâm thức của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Đó chính là Chiến tranh Thế giới thứ hai hay Thế chiến thứ hai, bắt đầu từ năm 1939 và kết thúc vào năm 1945 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia. Có lẽ cũng vì lý do đó nên các sử gia vẫn luôn không ngừng trở đi trở lại với Thế chiến thứ hai để tìm kiếm sự thật về những gì đã xảy ra. Và cũng chính vì vậy nên những ấn phẩm viết về giai đoạn này vẫn luôn có một sức hấp dẫn rất lớn. Chuyên mục cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu tới quý vị cuốn sách Thế chiến thứ hai của tác giả Anthony Beaver do Omega Plus và nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của dịch giả Nguyễn Tuấn Bình để hiểu vì sao Thế chiến thứ hai được đánh giá là biên niên sử toàn diện về cuộc xung đột tồi tệ nhất lịch sử nhân loại. Sách Thế chiến thứ hai của Anthony Beaver là một người đã từng tham gia vào Thế chiến thứ hai, chính là tác giả đi qua cuộc chiến đó, và ông dành tâm nguyện là viết lại lịch sử của một cuộc chiến này. Và đây cũng là cuốn sách đầu tiên diễn đạt cái lịch sử biên niên của Thế chiến thứ hai mà độc giả Việt Nam được đọc. Chúng ta thường bị một cái ấn tượng cứ nói về Thế chiến thứ hai là hoàn toàn ta chỉ có một cái hình dung là một cuộc chiến của Hitler phát động. Thì quyển sách này giúp cho các bạn đúng là được nhìn thấy một cái trận chiến trên cái bản đồ đó, đúng là cuộc chiến thế giới thật sự. Nó gồm có ba cái vùng chiến sự chính, gồm một là toàn bộ châu Âu, thứ hai là một cuộc chiến ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, và một trận chiến thứ ba là ở Bắc Phi. Cuốn sách thì cũng như mọi của lịch sử biên niên khác sẽ đi từ các cái căn nguyên khởi đầu, mô tả đầy đủ các cái số liệu của các cái trận chiến, các cái vấn đề đàm phán ở trên hậu trường, các cái hành vi để nói là các tội ác chiến tranh đã xảy đến ở mọi chiến trường và không bên nào là không gây ra cả. Đấy, và cuối cùng là những nguyên nhân và những hệ quả sau này, sau cái cuộc Thế chiến thứ hai đó. Tác giả Anthony Beaver là một giáo sư sử học, nhưng cả một thời tuổi trẻ ông tham gia là đi lính, và tất cả những quãng thời gian đi lính này thì ông xuất hiện ở trong cái chiến trường của phe đồng minh, là ông trực tiếp chứng kiến toàn bộ cái thế chiến này. Và vì thế khi sau này trở thành một sử gia thì ông đã dành tâm huyết viết mà ông như ông muốn gọi đó là sự thật thì là sự thật về tất cả những cái gọi là trận chiến Stalingrad là cái gì. Cái chiến tranh là phải có tội ác, không có bên nào là không gây ra cả. Họ sẽ hé mở rất nhiều những tội ác từ những phía của phe đồng minh, những phía của phe Liên Xô. Với một sử gia như Beaver thì tôi thấy ông rất là khách quan khi đưa ra bằng các con số, cũng không bao giờ bình luận cả, để chúng ta tự cảm nhận về những cuộc chiến đã diễn ra. Khi đọc cuốn sách tôi hình dung ra được là Việt Nam lại là một cửa ngõ để người Nhật muốn làm bá chủ cả một cái dải từ Trung Quốc đến hết cái vùng Đông Nam Á của người Nhật, thì họ đã coi như là thu gom hết lô gạo cho binh lính của họ, và cũng không cho thông thương, không cho gạo từ miền Nam ra miền Bắc. Nguyên nhân chính dẫn đến là nói của Việt Nam là do phát sinh như vậy. Cuối cùng hóa ra là không ai thoát ra khỏi được cái vòng xoáy của cái thế chiến, đúng là cuộc chiến trên toàn thế giới. Có lẽ là đọc thì bạn đọc cũng sẽ cảm thấy một hàm lượng thông tin lúc nào cũng trạng thái như là xem một cái bản tin thời sự vậy, với các cái tình tiết diễn ra rất nhanh. Có lẽ đọc xong cuốn sách thì sẽ làm giàu thêm kiến thức của mình về một những điều gì đã xảy ra. Ta cảm thấy nhìn lại là sao điên rồ như vậy của các cái quốc gia đã gây cuộc chiến.